85 vụ án cùng 137 đối tượng phạm pháp hình sự bị phát hiện và bắt giữ. Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn giảm 24 vụ. Số vụ trọng án cướp và cướp giật tài sản giảm mạnh, chiếm trên 30% so với 2 tháng trước đó. Đây là những thành tích đáng ghi nhận sau 2 tháng thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Bên cạnh việc đấu tranh với tội phạm hình sự, trong 2 tháng qua, lực lượng công an thành phố cũng đã phát hiện, bắt giữ được nhiều ổ nhóm đánh bạc, mại dâm và triệt phá được nhiều đường dây buôn bán ma túy phức tạp. Trong thời gian tới, đặc biệt là các dịp lễ Tết, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh 01, tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn thủ đô.